thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thị xã Đông Triều năm 2022/66 kế hoạch ban tổ chức ngày 25/6/2020 và giới thiệu ông Hoàng Quang Phong, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã, ông Trần Hữu Phúc, trưởng khoa điện trường đại học công nghiệp Quảng Ninh. Ông xin được công bố quyết định thành lập ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi sáng tạo khoa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều. Thành lập ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thị xã Đông Triều năm 2020 xã. Hai, các phó trưởng ban, bà Phạm Thị Thanh Cát, ông Hoàng Quang Phong, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã. Các ủy viên, ông Hoàng Quang, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo thị xã, bà Đinh Thị Kim Phúc, xây dựng kế hoạch thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng của thị xã Đông Triều để nghiêm túc với quy định tại thể lệ đã ban hành. Lựa chọn sản phẩm theo thay mặt ủy ban nhân dân, chủ tịch Phạm Văn Thành đã ký. Thị xã Đông Triều, ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng số thị xã Đông Triều, trưởng ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, tổ chức chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/1 quyết định số 638 quyết định ban tổ chức. Để nói đồng chí trưởng ban có quyền lại trong thị xã này ban chúng ta cùng hội đồng hoạt động chuyên môn và công tác cận thi xếp lại vào chiều mình ký hết để còn ngày mùng 10 ta lựa chọn để tự tin một cái cơ thể báo cáo các quy định và các cái quy định khác trong quá trình mà chúng ta chấm thi và những cái khác là nó đang còn chưa đồng bộ. Chúng ta có thể là có vừa chấm online vừa chấm bản cứng hồ sơ xong rồi mấy cái nhà hai người chấm trước và người chấm sau được mà hai người chấm trước đi trong một chế tạo chúng ta hữu cơ này bơm mini này làm tranh thử túi ni lông này chúng ta xem sản phẩm nào vâng vâng không làm sao cho đóng xuống là hãy đi ra nó đi ra rồi đi ra cho nó mở ra rồi chẳng hiểu gì thứ gì đây có cái lưỡi này bàn kéo bàn văn phòng này đây này cái này bàn bán này là nó mình đang lên xuống bởi vì mình đang đặt tại sao này cả cái đầu sò này cái bàn ngoài tập nó đang làm thật đấy là nó có tay quay đến ngưỡng đây là nó có cái này cho nó có tính mới cái tính của sản phẩm thì sản phẩm thật đấy bên ngoài thì nó có cái tay ở đây không vi phạm học STEM thì là nhưng mà thi khoa kỹ thuật thì nó phải có cái khối gì khác tính sạch giải pháp ở đây mà Nhưng mà không có cái gì mới đi. Quay lại mỗi năm là...
sáng đem đồng vào mặt trời. Bà chất của mẹ đó. Theo đồ đen. Con bật em bật nhiều chẳng phải là hỏng. À không không được. Thì mình mới chốt được cái đẹp xuống. Chú buổi sáng chiều chú ở đây làm gì đúng không? Ừ. Cơm cháo xong về chứ. Không tiếng mà. Hả? Biết đi nó không thì chạy qua đi nó không thì lại cái bản tổng hợp đăng ký ở trên mình chia sẻ còn thế à? Thế sao lại đăng ký thế theo đăng ký mà mình chưa nộp nhưng mà những danh sách em sĩ chưa có bắt được sao mà đấy đấy. Các cái tổ khác cũng có mình phải đánh bã đấy, như kiểu mình bắt đầu cho cái đúng rồi, cô đánh bã xong một vài là cái bản thân mình đây thưa thiếu để con làm bây giờ đừng xóa cái này nữa mình chẳng